Xin được kính chào các bạn khán giả của kênh Techtrend TV. Chào mừng các bạn đã đến với Thái Lan. Lúc này tôi đang có mặt ở Thái Lan. Và đây là một sân tập vô cùng đặc biệt mà có lẽ là thậm chí những người Thái Lan người ta còn không nghĩ rằng có một đội bóng, đội tuyển quốc gia đến đây để tập luyện. Và ngay đằng sau lưng mình các bạn có thể thấy là rất nhiều các phóng viên đang ngồi đó. Và có lẽ nhìn hình ảnh này các bạn sẽ cảm thấy rằng rất giống một sân bóng phong trào. Và những người chơi phong trào đến đây để uống nước, để chuẩn bị bước ra một trận bóng. Nhưng đây là sân tập của đội tuyển Việt Nam và các phóng viên đến đây để chuẩn bị cho buổi tập, buổi tác nghiệp của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng đến với buổi tập đầu tiên của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo tại Thái Lan. Các bạn thân mến, thực sự với các bạn là khi mà đến đây ấy, thì các bạn sẽ cảm thấy là cái sân bóng nó gần gũi như thế nào, nó thực sự phong trào như thế nào. Bởi vì mình đã bóng phong trào rất nhiều ở Việt Nam rồi và mình hiểu cái cảm giác mà đến sân, sau đó chúng ta sẽ có một chỗ cà phê, chỗ thay giày, sau đó bước vào đây. Thì thực sự với các bạn là đây là một cảm giác rất giống luôn. Và các bạn thấy là các phóng viên đến khá sớm và thậm chí là họ cũng chẳng ngăn cấm các phóng viên vào đây để có những cái đường bóng, có những cái đường truyền. Một vài những phóng viên tập sút, có rất nhiều những quả bóng rất phong trào ở đây. Và đây là một hình ảnh mà mình nghĩ rằng là chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái trước khi bước vào đây. Nhưng trong rất nhiều những yếu tố phong trào thì có một yếu tố mà huấn luyện viên Park Hang-seo quyết định chọn sân bóng này là sân bóng tập luyện buổi đầu tiên tại Thái Lan. Đó chính là vấn đề về mặt cỏ. Mặt cỏ ở đây rất đẹp, rất tuyệt luôn, rất êm, rất xanh, rất mượt. Và thực sự với các bạn là có thẩm mỹ nữa cơ. Có kẻ caro cho những cái phần hình ảnh cho mặt cỏ. Lúc này lúc mà đội tuyển Việt Nam của chúng ta có mặt ở đây, giao thông của Bangkok không bao giờ là một chuyện đơn giản. Tuy nhiên đội tuyển Việt Nam có được chiếc xe dẫn đường và có một sự hỗ trợ rất lớn từ phía các lực lượng chức năng đến từ phía Liên đoàn bóng đá Thái Lan. Họ đã hỗ trợ chúng ta rất là nhiều. Và chính vì thế mà chiếc xe chở đội tuyển Việt Nam xuất phát từ khách sạn Novotel lúc 6 giờ tối và đã có mặt vào lúc 6 giờ 30. Một thời gian có thể nói là khá nhanh từ Novotel đến với sân tập này. Hôm nay không có sự xuất hiện của huấn luyện viên Park Hang-seo mà sẽ chỉ có xuất hiện của huấn luyện viên Lee Jung-jin, trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa và nhóm các cầu thủ. Chúng ta cùng điểm danh một chút nhá. Đây là trợ lý Anh Đức, rồi trợ lý Park Sung-jung và bây giờ là các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam: Phan Văn Đức, Nguyễn Phong Hồng Duy, Nguyễn Vũ Văn Thanh, Thanh Bình, Văn Toản, Thành Trung, Văn Quyết, Nguyên Mạnh, Bùi Hoàng Việt Anh, Văn Toàn, Tuấn Anh và cuối cùng là Châu Ngọc Quang. Ngày hôm nay không có sự huấn luyện của huấn luyện viên Park Hang-seo. Lý do chính là bởi ông ở lại khách sạn Novotel để cùng các cầu thủ đá chính, đá nhiều trong trận đấu gặp đội tuyển Thái Lan chung kết lượt đi. Tập phục hồi các bạn ạ, tập phục hồi. Đó là một điều vô cùng quan trọng. Ngày hôm qua nếu các bạn còn nhớ thì chúng ta mới đá ở khung giờ 19:30 gặp đối thủ là đội tuyển Thái Lan. Và ngay ngày hôm nay chúng ta đã có mặt ở đây để sẵn sàng cho trận đấu lượt về. Và đương nhiên rồi, với các cầu thủ đá rất mất nhiều sức thì thường thường sẽ có một buổi để thả lỏng. Giống như các bạn đi đá bóng vậy cũng thế thôi. Nếu như các bạn sau khi đá bóng, các bạn có thể đi một chút là sục nước hơi, ngâm nóng lạnh, hay là có một người tẩm quất cho các bạn, massage cho các bạn, thì chắc chắn là các bạn sẽ có được sự phục hồi rất là tốt. Đó là điều mà chắc chắn là các cầu thủ và những người làm công tác liên quan đến phục hồi cho đội tuyển Việt Nam hiểu điều này. Và lúc này thì là lúc mà theo quan sát của mình thì đã có những con muỗi xuất hiện đây rồi. Các cầu thủ bắt đầu vừa đập muỗi vừa đi giày. Vâng, rất nhiều các con muỗi, thậm chí bản thân mình khi tác nghiệp ở đây mình cũng cảm thấy là có rất nhiều muỗi ở đây. Buổi tối và ở khu vực khá đồng không mông quạnh, nhiều cây và đương nhiên sẽ có những con muỗi xuất hiện đốt khá đau. Bây giờ là lúc mà cầu thủ của đội tuyển Việt Nam bắt đầu bước vào bài tập của mình rồi. Và đây sẽ là bài tập tương đối quen thuộc với những ai đã theo dõi đội tuyển Việt Nam tập luyện. Bởi vì đây là một buổi tập mà họ sẽ có cái bài tập để duy trì cảm giác vận động, trạng thái thi đấu cho các cầu thủ dự bị, các cầu thủ ít thi đấu. Và trong đó các bạn thấy Châu Ngọc Quang, Thanh Bình, Vũ Văn Thanh. Trường hợp của Vũ Văn Thanh là trường hợp khác bạn nhé. Vũ Văn Thanh là cầu thủ được tung vào sân trong trận đấu lượt đi gặp đội tuyển Thái Lan. Thế nhưng tuy nhiên
Vũ Văn Thanh vẫn có mặt ở đây là bởi là cái thời gian thi đấu trong trận đấu gặp Thái Lan vừa rồi ấy, nó không được nhiều. Mình nhớ không nhầm thì Văn Thanh này, Văn Quyết này được vào sân ở khoảng phút thứ 80. Và đó là một quãng thời gian thi đấu chưa đủ nhiều. Và nó khiến cho cái guồng quay thể lực của Văn Thanh chưa thực sự giống với việc thi đấu trọn vẹn 90 phút. Và huấn luyện viên ban huấn luyện yêu cầu các cầu thủ phải ra đây để tập luyện. Thời gian tập luyện của buổi tập này nó rơi vào khoảng tầm hơn một tiếng đồng hồ. Và các phóng viên đương nhiên rồi cũng chỉ được tác nghiệp khoảng 10-15 phút thôi. Lúc này thì buổi tập này đã được an ninh bảo vệ rất là kỹ càng. Đó là bởi ông cũng huấn luyện viên Park Hang-seo, ban huấn luyện cũng rất là muốn không muốn để cho những người lạ vào đến buổi tập, hay là thậm chí là có những cái ai đó muốn quan sát buổi tập để về nói lại với bên đối thủ thì sao. Đó là những cái gì gọi là có thể xảy ra những cái rủi ro như thế, cho nên là ban huấn luyện đương nhiên chỉ cho các phóng viên tác nghiệp khoảng 10-15 phút thôi. Đây là Thành Trung, cầu thủ đã không được chơi trong trận đấu vừa rồi, trận đấu lượt đi. Và cũng rất nhiều người thắc mắc về trường hợp của Thành Trung khi cầu thủ này có quãng thời gian thi đấu tại AFF năm nay khá nhiều, thậm chí còn đá chính trong một vài những trận đấu. Tuy nhiên, không hiểu lý do tại sao mà Thành Trung lại không được sử dụng ở trong trận đấu vừa rồi. Ngay cả khi Duy Mạnh được rút ra khỏi sân thì người thay thế không phải là Thành Trung, mà người thay thế là Bùi Hoàng Việt Anh. Các cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội đang áng ngữ ở vị trí trung vệ lệch phải của đội tuyển Việt Nam, đó là Duy Mạnh, Bùi Hoàng Việt Anh và Thành Trung. Đó là những thắc mắc mà rất nhiều người đặt ra, nhưng mà chắc chắn là ban huấn luyện sẽ có lý lẽ của riêng mình. Bây giờ chúng ta, trước mắt chúng ta là trận chung kết lượt về, và thực sự là để mà phân tích ra thì chúng ta sẽ còn có rất nhiều thứ quan điểm khác nhau để tranh luận. Nhưng mà với góc nhìn của mình thì thực sự mình mong muốn rằng chúng ta sắp bước vào một trận chiến mà chúng ta tất tay, chúng ta phải giành chiến thắng. Nếu chúng ta muốn đi tiếp thì chúng ta phải giành chiến thắng, hoặc chúng ta phải hòa đậm hơn so với hòa cái trận đấu lượt đi. Trận đấu lượt đi chúng ta hòa 2-2, trận đấu lượt về chúng ta có nhiệm vụ là phải thắng hoặc là hòa với tỷ số 3-3, 4-4, 5-5, 100-0, 1.000-0. Đấy, thì chúng ta mới đi tiếp. Còn nếu như chúng ta hòa 0-0 hoặc là chúng ta hòa 1-1, chúng ta vẫn bị loại. Chúng ta thua thì đương nhiên chúng ta bị loại rồi. Còn nếu trong trường hợp chúng ta hòa 2-2 hết 90 phút thì chúng ta sẽ bước vào loạt đá hiệp phụ, bước vào những phút hiệp phụ. Và kể từ phút hiệp phụ thì chúng ta sẽ không, thì ban tổ chức sẽ không tính luật bàn thắng sân nhà sân khách nữa. Tức là ví dụ chúng ta hòa 2-2 ở tổng tỷ số cả hai trận đấu là 4-4 chẳng hạn, thì coi như vào đến hiệp phụ là không tính cái luật bàn thắng sân nhà sân khách nữa, và coi như là 0-0, và sẽ thi đấu xanh chín ở những phút hiệp phụ cho đến khi đá penalty. Đó là luật của giải đấu năm nay. Để cho những ai còn thắc mắc thì các bạn có thể tìm hiểu và các bạn có thể biết được thêm. Nói chung là mục tiêu của đội tuyển Việt Nam nó rất rõ ràng rồi. Huấn luyện viên Park Hang-seo đương nhiên muốn thắng, và ông tỏ ra rất bực bội sau trận đấu hòa Thái Lan trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Mình nghĩ rằng là đội tuyển Việt Nam có cơ sở để đặt niềm tin, bởi vì chúng ta đã chọc thủng lưới vào đội bóng Thái Lan thì chúng ta có cơ sở để có niềm tin là chúng ta tiếp tục có thể ghi được bàn thắng. Còn đương nhiên những cái lỗi lầm, nhiều người nói rằng là chúng ta đã gặp những cái lỗi lầm ở vị trí hàng phòng ngự, ví dụ như bàn thắng đầu tiên đó là những vị trí gọi là của Duy Mạnh, khi mà không đứng vị trí để cho cầu thủ của đội bạn băng lên. Rồi là ở bàn thắng thứ hai thì là lỗi của Bùi Hoàng Việt Anh, khi mà không đúng vị trí để các cầu thủ của bên phía Thái Lan họ đã phá bẫy Việt Vị. Trước đó, khoảnh khắc trước đó là pha chuyền bóng của Quế Hồng Hải đã không thoát đi mà để cho đập chân một tiền đạo bên phía Thái Lan. Nói chung là để mà nói về lỗi thì chúng ta sẽ có nhiều phân tích khác nhau, và chắc chắn là chúng ta sẽ cần phải rút kinh nghiệm để làm sao trên sân vận động Tham Hoàng Sát sắp tới thì chúng ta sẽ không còn những lỗi lầm nữa, chúng ta không để ghi được bàn nào nữa, và chúng ta sẽ có được bàn thắng. Mình nghĩ rằng là nếu như chúng ta sẽ có cơ hội mà dẫn trước đội Thái Lan ở Tham Quan Sát thì đó là một lợi thế cực 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 lớn luôn, và đó là cơ sở để chúng ta đặt niềm tin. Và chính vì cái cơ hội chúng ta còn nhiều và niềm tin của chúng ta còn lớn, vì vậy hôm nay không chỉ là 10 phóng viên có mặt tại Thái Lan, mà thực sự với các bạn con số đã lên đến 30, thậm chí còn hơn 30 phóng viên có mặt tại Thái Lan, có mặt tại Bangkok để sẵn sàng truyền tải những hình ảnh tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam, và họ tin rằng đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ vô địch trên đất Thái. Đó là niềm tin của người Việt.
chúng ta có cơ sở để làm điều đó. Đây là Văn Quyết, người đã có cơ hội vào sân trong trận đấu chung kết lượt đi vừa rồi. Và khi vào sân thì các bạn có thể thấy là Quyết cũng đã tạo được một vài dấu ấn khi có được những pha cầm nhịp, những pha đi bóng, những pha kéo giãn hàng phòng ngự của đối phương để giúp cho đội tuyển Việt Nam có khoảng trống để dứt điểm. Thậm chí chính pha ghi bàn của Văn Thanh xuất phát từ một pha đá phạt góc của đội trưởng câu lạc bộ Hà Nội là Văn Quyết. Đó là những cơ sở để chúng ta đặt niềm tin vào trận đấu lượt về sắp tới. Có lẽ nhiều người đang thắc mắc là không biết nhóm các cầu thủ chính họ tập gì tại khách sạn, thì mình cũng chỉ chia sẻ với các bạn như sau. Thứ nhất là họ trước khi họ bay sang Thái Lan, họ đã phải truyền nước, rất nhiều cầu thủ phải truyền nước để đảm bảo thể lực, không bị gọi là kiệt sức, rồi là không bị gọi là xuống thể lực. Và ở khách sạn Novotel họ tập gym, họ tập duy trì cảm giác và họ tập những cái bài mà các bạn có để ý là sau những cái bài tập, sau những cái buổi tập ở sau những cái trận đấu thì họ thường hay tập với cái thảng yoga để làm sao giải phóng được sức ý và có được một trạng thái tốt. Nhưng các bạn có thể thấy là tuy nhiên không khó để nhận ra trong trận đấu vừa rồi với đối thủ Thái Lan, chúng ta đã có rất nhiều cầu thủ bị bào mòn thể lực một cách đáng kể. Đặc biệt là các bạn thấy Hùng Dũng, cầu thủ đã chơi trọn vẹn rất nhiều trận đấu của AFF Cup và ra sân. Mình nghĩ rằng đá chính phần lớn các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup, đã có một pha bóng khiến cho người hâm mộ thót tim khi có một đường truyền về ở cái tình huống cuối cùng của trận đấu. Một đường truyền về không cho ai và đã tạo một cơ hội rất lớn cho đội tuyển Thái Lan được gọi là dứt điểm. Đó. Chính vì thế mà các bạn có thể thấy là đội tuyển Việt Nam của chúng ta bây giờ đang có những sự chuẩn bị, có những sự cố gắng để đưa ra một phương án thật là tốt trước trận đấu gặp Thái Lan. Mình nghĩ rằng đội tuyển Việt Nam của chúng ta không có lý do gì không cho tấn công trận đấu tới cả, dù là trên sân Thammasat. Thammasat là một sân bóng thực sự với các bạn là đẹp và có sức chứa lớn, khoảng tầm 5 vạn chỗ ngồi nếu mình nhớ không nhầm. Đây là một sân bóng mà chúng ta đã từng chơi tại đây trong vòng loại thứ 2 World Cup, gặp đối thủ là đội tuyển, chính đội tuyển Thái Lan luôn. Và chơi bóng ở một sân bóng như thế này thì không bao giờ là một điều dễ dàng. Sức chứa của sân vận động Thammasat theo mình cập nhật đó là khoảng 25.000 chỗ ngồi mình cập nhật cho đến lúc này, và đó là một sức chứa không bằng sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Nhưng mà để mình check lại một lần nữa thì cho nó chuẩn hơn, sân vận động Thammasat 25.000 chỗ ngồi các bạn ạ. Và Thái Lan chọn sân bóng này bởi vì rất nhiều các trận đấu họ đã tổ chức ở đây, có một chút gì đó mang tính chất tâm linh, cũng có thể là như thế. Rajamangala là một sân bóng mà được coi là sân vận động quốc gia của Thái Lan thì họ lại không tổ chức mà họ tổ chức ở đây, có thể mang tính chất tâm linh một chút. 15 phút tác nghiệp thì thực ra trôi qua rất là nhanh thôi. Đây cũng là những hình ảnh theo cho lập kết của video ngày hôm nay rồi. Rất cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video trên kênh Tất Trần TV. Chúng ta sẽ còn tiếp tục gặp lại nhau ở những video tiếp theo trong buổi tập của đội tuyển Việt Nam làm quen sân vận động Thammasat. Ngoài ra còn có buổi họp báo của đội tuyển Việt Nam cũng như đội tuyển Thái Lan tại sân vận động Thammasat. Và đừng quên bấm like, subscribe và bấm nút chuông để nhận được thông báo mỗi khi có video mới. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo trên kênh Tất Trần TV. Thank you.